Thưa quý vị, một cái đề tài hiện nay là chiến tranh đang bùng phát dữ dội ở thằng Nga và Karuna gì ngoài đó. Mình không rành tiếng Mỹ không nha quý vị. Nói cái gì quý vị biết rồi. Cho nên hai này á, thì theo như cái mình nhìn về cái mặt ngoài đó thì không thể nào hai này nó chịu thua. Bởi vì cái thằng Nga đó thì nó là cái dạng nó là giàu mà lại uy tín cũng là đàn anh nữa. Mà nếu mà nó thua trận này thì nó sẽ xấu hổ và tiền đâu để nó bồi thường cái cuộc chiến tranh này cho đủ. Cho nên vì vậy là thà là nó tự dặn chứ không bao giờ nó thua. Mà nếu mà khi mà nó tự dặn đó thì mình cũng khó sống với nó chứ không phải dễ đâu. Hiện bây giờ là nó đang ở trong bị nó như vậy, là nó đang chuẩn bị là ba cái trái gì đó, trái lựu đạn lựu gì đó. Mà khi mà nó buông ba cái trái đó ra rồi là ngọn thủy triều nô nức sục sôi đó nha quý vị. Bầu trái đất một phen luân chuyển. Cho nên vì vậy mà chúng ta ráng nên tu gấp gấp đi, nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Bởi vì Đức Thầy đã cho mình biết là cứu lương hiền chứ chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Thì còn lần cuối cùng này nữa thì xin báo tin cho quý vị biết là cái trận dịch nó đang đe dọa chúng ta hôm đó nay là cũng dữ dội rồi, nhưng mà chưa có cái lệnh chết quý vị ơi. Thành ra quý vị chắc cũng chưa sợ chứ gì, thấy đau hoài sao không thấy ai chết trơn, người giết chắc quý vị cũng lờn chứ gì. Nhưng mà tại vì chưa có cái lệnh của Ngọc Hoàng, chừng nào mà Đức Ngọc Hoàng mà nhận mọc rồi một cái tôi cho quý vị vô. Qua gặp được chú Tư lãnh để những cái ý kiến về cái sự mà đời tu và cái sự mà việc biến chuyển thiên cơ gấp gấp, thì hôm nay cũng nhờ có chú Tư để giải trình cho tất cả mọi người đều hiểu thêm về cái sự mà qua đâu mà chiến tranh mà Nga với là cái gì đó chú Ukraine là tại vì mình thấy cái cảnh biến chuyển này giống như cái lời Đức Thầy đã nói đó chú, là Đức Thầy nói là cái câu mà khắp thế giới quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, thương nhân sanh tuôn giọt máu đào lòng bác ái mới động tình rơi nước mắt khắp đông tây, là coi như là bây giờ nó trộn dọn trời che xác rồi. Nam Bắc ê hề đất trở thay là cái vụ đó như thế nào nữa cũng nhờ chú phân giải ra ha. Rồi thì thôi hôm nay cũng có cái nhân duyên để gặp lại chú Tư, thì nhờ chú Tư chia sẻ qua để cho tất cả mọi người đều nghe để mà chúng ta giác ngộ tu hành. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nguyễn Lãnh xin chào tất cả cô bác anh chị em đồng đạo kính mến trong nước và ngoài nước. Nhân dịp bữa nay là ngày mùng 7 tháng 3 hàng năm là ngày giỗ kỷ niệm của Đức Ông. Thì anh em đồng đạo xa gần được tề tụ về đây. Còn đang tá túc tại cốc của Nguyễn Lãnh đó quý vị. Thì chút nữa ở đây rồi chúng ta lần lần sẽ tiến hành về tổ đình và chùa An Hòa Tự để làm lễ. Về cái phần này thì cũng anh em đồng đạo cũng rất là nhiệt tình để đốt lên nén hương lòng để cầu nguyện cho ngày lễ của Đức Ông và cầu nguyện cho tất cả bá tánh vạn dân được tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly. Và sau cùng nữa thì Nguyễn Lãnh cũng xin phổ biến thêm qua cái vấn đề lý tu hành để cô bác anh em đồng đạo mình để nắm thêm để mà tu gấp gấp để cái thời kỳ này nó quá cặn rồi, cho nên là không còn để chậm trễ nữa nha quý vị. Thì xin mời quý vị theo dõi cái chương trình ngày hôm nay. Thì bữa nay là ngày mùng 7, thì chút xíu nữa đây anh em đồng đạo chúng ta sẽ tiến về tổ đình để dự lễ đám giỗ của Đức Ông hàng năm. Rồi sẵn đây thì Nguyễn Lãnh xin chia sẻ cho quý vị một cái đề tài hiện nay là chiến tranh đang bùng phát dữ dội ở thằng Nga và Karuna gì ngoài đó. Mình không rành tiếng Mỹ không nha quý vị.
nói gì mới quý vị biết rồi. Cho nên hai này á, thì theo như cái mình nhìn về cái mặt ngoài đó thì không thể nào hai này nó chịu thua. Bởi vì cái thằng Nga đó thì nó là cái dạng nó là giàu mà lại uy tín cũng là đàn anh nữa. Mà nếu mà nó thua trận này thì nó sẽ xấu hổ và tiền đâu để nó bồi thường cái cuộc chiến tranh này cho đủ. Cho nên vì vậy là thà là nó tự dặn chứ không bao giờ nó thua. Mà nếu mà khi mà nó tự dặn đó thì mình cũng khó sống với nó chứ không phải dễ đâu. Hiện bây giờ là nó đang ở trong bị nó vậy, là nó đang chuẩn bị là ba cái trái gì đó, trái lựu đạn lựu gì đó. Mà khi mà nó buông ba cái trái đó ra rồi là ngọn thủy triều nô nút sục sôi đó nha quý vị. Bầu trái đất một phen lưng chuyển. Cho nên vì vậy mà chúng ta ráng nên tu gấp gấp đi, nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Bởi vì Đức Thầy đã cho mình biết là cứu lương hiền chứ chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Thì còn lần cuối cùng này nữa thì xin báo tin cho quý vị biết là cái trận dịch nó đang đe dọa chúng ta hôm đó nay là cũng dữ dội rồi, nhưng mà chưa có cái lệnh chết quý vị ơi. Thành ra quý vị chắc cũng chưa sợ chứ gì, thấy đau hoài sao không thấy ai chết trơn, biết chắc quý vị cũng lần chứ gì. Nhưng mà tại vì chưa có cái lệnh của Ngọc Hoàng, chừng nào mà Đức Ngọc Hoàng mà nhận mọc rồi cái tôi cho quý vị chôn không kịp luôn. Mà cái điều này Đức Thầy đã cho mình biết rồi, là lớp đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chặt đường. Thì quý vị là tính ra coi là vô số đó, vô là không mà số là kể như không có đếm được. Mà để tôi phân ra cho quý vị là một cái vùng nhỏ để quý vị tưởng tượng thôi. Đặt thí dụ như mình nói sớm trên 100 thước, sớm dưới 100 thước mà chết ngày chừng 10 người thôi là quý vị thấy lạnh rồi. Chứ đừng nói mà thấy mà chết là 50-70 người hay người. Mà hơn nữa là cái câu mà Đức Thầy đã cho biết đó là binh năm nẻ chóc từ nhà đó, quý vị nhớ câu này nha. Nó xét từ nhà trơn, mà em nào không tu rồi là em đó tàn mạng đó. Bởi vì tới cái thời kỳ mà đòi nợ trả quả, đặng chúng ta bước qua cõi đời thượng quân. Thì nếu mà mình cái người tu thì trả nhẹ chút gì. Còn cái người không tu rồi là trả nặng rồi tiêu hồn tiêu xác luôn. Cho nên hôm nay Nguyễn Lãnh cũng xin nhắc lại qua cái vấn đề này để cho quý vị nắm thêm, để mà ráng lo tu hành. Bởi vì cái thời kỳ này nó đã quá mùi rồi. Nhưng mà mình tu như thế nào mà để cho đạt được mục đích liền nha quý vị. Bây giờ quý vị buông bỏ hết đi, đừng có nắm níu cái gì nữa trơn á. Bây giờ đặt thí dụ như quý vị có nhà lầu xe hơi, quý vị buông đi rồi ai lấy của quý vị đâu quý vị sợ. Thì đó còn đó chứ đâu. Nhưng mà quý vị buông cái tâm ra đi, đừng có dính vô đó nữa. Bây giờ mình có rồi thôi mình cũng xài. Nhưng mà mình đừng có cưng nó nữa, đừng có dính vô đó. Bởi vì hoàn toàn là của giả tạm không à. Rồi nay trên rồi, nó đâu còn hoài đâu mà nó xài hoài đâu mà quý vị là bảo thủ nó. Cho nên mình tu siết đi quý vị. Tu siết là có nghĩa là mình buông hết tất cả danh lợi tình tham sân si đi. Rồi mình trở lại cái tâm thanh tịnh của mình. Thì mình sẽ đạt mục đích rất mau quý vị. Thì khi mà mình trở về cái tâm thanh tịnh rồi đó, thì cái công đức của mình nó mau đầy lắm. Mình đừng có chứa những cái phiền não sân si nữa nha. Bởi vì mình chứa đó là nó... Mình chứa mấy cái đó là chẳng khác nào cái mình chứa mấy thằng ăn trộm vậy đó. Nó vô ra nó lấy công đức mình trơn, nó đốt nó lấy công đức mình trơn. Cho nên là mình mà tu không ngon rồi y gan như cái bình mà nó hư vậy đó quý vị. Lát có điện, lát không có điện. Rồi mình lỡ mình chết rồi mình cái bình mình đâu có đủ điện đâu mà để giảng sanh. Thì thấy quý vị thua rồi. Mà Đức Thầy đã thường cảnh báo cho mình là mấy cái câu này nè. Coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong hoặc khó dắt diều. Quý vị tự độ quý vị, tự trị quý vị mà không xong rồi là kể như là quý vị không có giảng sanh được. Rồi quý vị sẽ trở lại để tu nữa, nhưng mà không biết trở trong cái thời kỳ nào, nó lâu lắm. Mà nếu mà quý vị mà lọt mà trải qua cái thời kỳ là trung nguyên hạ nguyên xong
mình trải qua ba cái thời kỳ sau này, nó trải qua chín cái trung ân là quý vị tính coi bao nhiêu triệu ngàn năm thì kể như là lâu lắm. Thôi giờ mình kiếp này mình còn có mấy bữa nữa, còn mấy năm nữa, quý vị buông hết đi, phóng xuống xuồng là đem theo lon gạo à, với miếng tàu hũ à, quý vị chống xào mộ à, thả chồng cũng tới thượng quan nữa lắm. Ngồi cầm lái à, thả trôi à, chút xíu tới rồi, rất là dễ ăn luôn. Bây giờ quý vị nghe lời tôi đi, buông hết trơn tất cả đi, rồi trở về nội tâm, giữ cái tâm thanh tịnh rồi phóng xuống xuồng đi, rồi đem theo lon gạo với miếng tàu hũ xào một, ngồi cầm lái là tới rồi. Rồi quý vị mà muốn giảng sanh gì phải buông bỏ, trở về tâm. Quý vị làm y vậy, quý vị không giảng sanh lại tôi cõng nha, tôi cõng về tới Tây Phương luôn. À, thì kính thưa chú Tư, cảm ơn chú Tư vừa qua đã có những phần chia sẻ về cái lý tu cho bà con tu hành. Rất cảm ơn chú Tư. Vậy chú Tư là mọi người đang thắc mắc về cái ông tổng thống Putin, ổng đi đâu ổng cũng cầm ba cái vali theo, thì xin chú Tư có thể diễn giải ba cái vali là cái gì không vậy chú Tư? Cái biết Ba cái vali ổng là đạn hay gì nằm trong, cho nên là khi mà ổng thua rồi đó, ổng thua rồi là ổng đưa ba cái trái đó ra, là bởi vì Đức Thầy mới cho biết là hai nữa là Trung Quốc, Quốc mà nó quýnh đừng nói mà nó ngồi nó buồn. Rồi là bởi vì là cái câu mà ông Ba nó giặt dậy lăn xăng đó, lăn xăng giặt dậy đánh nhau tầm bậy đánh nhau, lúc đó là không có mối gì nữa, nó thành ra ngồi không không làm gì. Giống như ngồi quánh cờ tướng mà chỉ chọc gì đó ha. Quýnh cái xà ngầu trên. Tại vì tới cái thời kỳ nó mùi nó trả quả rồi, thành ra là thành ra khiến làm gì đó đặng mà đi tới cái chỗ hủy diệt. Ghê quá Mà cái bà Thái Thanh Văn bà nói rồi, bà nói nếu mà quýnh bà đó là bà xách len bà đào cái đập của Trung Quốc là bể cái là Trung Quốc tự vặn liền ồ ghê chứ à. à, yêu cầu bà xách len qua bà đào lỗ thôi là thấy Trung Quốc chết rồi. Nhưng mà Trung Quốc nó vẫn quýnh bà, bởi vì tới cái thời kỳ trả quả nó mùi rồi. Căng quá vậy là lúc đó là mới mới nguy hiểm ha. Rồi bắt đầu là khi mà nó quýnh với nhau vậy đó, rồi bắt đầu là nó thua qua thua lại, cái bắt đầu nó điên cuồng, nó bắt đầu nó mới đưa những cái loại độc địa ra, cho nên cái chúng sanh mình mới chịu khổ chung trong cái quả địa cầu, rồi đặng nó đi tới cái chỗ tiêu diệt. Lúc đó là mới hoàn, gọi là hoàn cầu trái đất chuyển xây luôn ha chú. Rồi bắt đầu là nó quýnh với nhau vậy rồi thì là nó làm cho bá tánh mình là nào là đói khổ bệnh hoạn tùm lum trơn, chứ phải chi mà chết mình nên nó đâu. Thì cái vấn đề này là mình thấy là cực kỳ nguy hiểm rồi đó quý vị. Khi mà bà Thái Thanh Văn mà bà xách len qua bà đào cái đập của Trung Quốc thì nước tới mỏ két liền chứ không nói, cái tràn ra là tới mỏ két. Vậy cuối cùng lại là mình phải gán tu hay sao chú? Thì bây giờ có cách là phải ráng tu, bởi vì cái tu sau này đó là nó khi mà nước mà tới mỏ ông két rồi đó thì tu không tu gì cũng chết trơn, không còn sống trơn. Nhưng mà nó ngộ một cái là cái người tu chết nổi phình này,
Cho nên lúc đó mới Văn Thù Sư Lợi mới chèo thuyền vớt dục lên thuyền rồi là đem về núi Vạn Liên dục lên đó như cái đống củi vậy đó. Dục là chắc đóng ở đó đó. Cho nên Phật Bà mới xuống mới rước nước Cam Lộ mới sống lại. Là lúc đó là người già quá trẻ đó. Rồi bắt đầu mới qua đời thượng quân. Còn người không tu rồi là chết chìm chìm mất tiêu trăng à. Thành ra là chìm hết trơn rồi đâu có vớt được. Mọi người tu nổ phình à. Đó, cho nên là vì vậy mà để kêu gọi bà con mình nên ráng tu. Ráng tu đi. Bây giờ mình xét cho kỹ lại đi. Bây giờ mình giàu mình cũng khổ nè. Rồi mình nghèo mình cũng khổ nè. Rồi có chồng cũng khổ nè, có vợ cũng khổ nè. Rồi không chồng cũng khổ nè, mà không vợ cũng khổ nè, cái nào cũng khổ trơn. Cho nên vì vậy mà mình phải gắng để lướt qua. Thì trong cái sự tu này mà nếu mà lướt qua được cái cảnh này đó là quý vị phải có cái gì quý vị lướt mới được. Phải có cái tâm đại hùng. Có cái tâm đại hùng quý vị lướt qua mới được. Chứ bằng không là quý vị lướt không có nổi đâu. Bởi vì để tôi dạch ra hết trơn cho quý vị thấy. Nếu mà có vợ có chồng á thì sống trong cái cảnh nghèo á, thì quý vị thấy cũng khổ nè. Rồi chồng tu vợ không tu, cái chói ngược trơn à. Đó, rồi vợ tu chồng không tu. Rồi cái cảnh ở mình nên á, thì nó buồn nè. Nó buồn nó bắt đầu nó suy nghĩ. Nó suy nghĩ phải có người hữu hỷ rồi này kia. Bắt đầu nó tính nè. Bắt đầu nó kiếm chuyện rồi đó. Nhưng mà không hay. Không hay cái chỗ nó kiếm chuyện đó. Thành ra lơ mơ là bị nó gạt nữa. Đó. Thôi giờ mình tu cũng mấy chục năm nay rồi. Ở mình nên là thấy cũng buồn quá. Rồi đây sắp sửa già tới đây rồi đau bệnh không ai lo rồi này kia. Đó bắt đầu tính tầm bậy rồi đó. Nhưng mà trong đó là cái phải chứ không phải là cái bậy. Bởi vì tính nghe cũng hay lắm. Bởi vì chút nữa mình già rồi đây ai lo cho mình đây. Gọi là thuốc thang hoặc là cơm nước rồi này ai lo cho mình đây. Nó tính vậy cũng phải vậy đâu phải không phải đâu. Nhưng mà sự thật là nó gạt mình rồi. Rồi cái ông này thì ông tu hồi đó giờ ông không có vợ nữa. Bây giờ ông tính thôi kiếm bà để hữu hỷ này kia, cơm nước rồi này kia, bệnh hoạn rồi lúc tuổi già nữa. Thì hai bên ông tính gì trơn thành ra. Cho nên Đức Phật mới nói cái câu là không biết bao nhiêu nhà sư mà chết tại cái biển ái tình. Qua không có khỏi chỗ đó nha quý vị, gắng đề phòng nha. Bởi vì nó tính hay lắm. Nó tính là mình nghe là rất là chí lý luôn đó. Nhưng mà sự thật là nó gạt mình không à. Gạt để nó bắt mình. Cho nên cái người tu của mình đó, lúc nào cái trí huệ của mình phải thông minh sáng suốt, phải nhìn thấy biết mọi sự lý tà chánh, phải đều biết hết. Bởi vì mình sống ở trên cái cõi đời này đó là hoàn toàn là không có cái gì của mình trơn. Mình sống cũng như mình ở đậu nhà của người ta vậy thôi, chứ hoàn toàn mình không có gì trơn. Chưa được bộ đồ đó, bộ đồ người ta cũng cho mình mượn nữa, nhưng phải của mình. Mà mình sống mình nói của mình là mình bị nó gạt rồi. Mà quý vị nhớ là từ khi mà quý vị mà cha mẹ sanh mình ra đó, mình chưa có bộ đồ nữa. Phải ở chằn ở chuồng không? Rồi tại sao lớn lên mình được cái bộ đồ, cái mình nói bộ đồ này của mình. Rồi mình có con vợ, cái mình nói vợ này của mình. Rồi mình có thằng chồng, cái mình nói thằng chồng này của mình. Cái bắt đầu bảo thủ ghen. Ghét tương này kia, bảo thủ tùm lum trên. Đó. Rồi là có nhà lầu xe hơi, cái bắt đầu bảo thủ gìn giữ tùm lum trên. Quý vị thấy rõ ràng là nó gạt quý vị không? Nó gạt bằng một cách khéo léo. Mà Đức Lục Tổ Ngài cho biết đó, là chứa ăn trộm trong nhà mà cho là con ruột đó, là mấy cái vụ tôi nói nãy giờ đó quý vị. Toàn là ăn trộm không à. Rồi lần lần nó lấy cái công đức của quý vị trên, lấy quý vị không hay luôn. Cho nên mình bây giờ mình sẽ muốn cái công đức của mình nó đạt chất lượng 100% đó, là quý vị phải buông bỏ hết tất cả rồi tôi, kể như không chứa một giặc gì trơn, gọi là cái lý chân không đó, quý vị nằm sống trong cái lý chân không đó đi tôi, hoàn toàn là mình không có gì trơn, nhưng mà rốt cuộc cái công đức của mình nó đầy đủ.